trời. Có đụng gì vậy? Bị kiếm mấy vậy? Đâu đâu đâu, khóa khóa khóa, đổ dở. Còn ngoài đó, ngoài đó, ngoài đó, ngoài đó, ngoài đó. Con quỷ. Cái gì nào? Rồi mấy ký. Quỷ. Đây nè, sao này nè, nè. Tôi rồi đó. Thì chết trong cây chuối á. Giò này đủ mẹ, giò bự đủ hết. Trong cây chuối á. Cái giò cái đuôi mà. Cái nó còn lắc 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 nè. Lắc là chết thì sao chạy đây. Cá giò lắc là. Rồi. Cái vỗ nó lắc lên nó chết rồi. Đồ này sẽ giác nổ. Dữ gì? Đưa khanh cả. Mẹ, giác nó sẽ khách. Mày bỡ với ổng ơi, tao đang quay mà. Quên. Tao đang quay. Mẹ xuống giác nổ. Ừ. Đi lắm con cá rồi anh em ơi. Lắm rồi. Cá này, có con à. Cái vụ là nó dựng dựng cái đuôi là lụm mà không có đường rồi chạy được. Đó. Phi hay dầu. Đó. Phi bắt nó phi. Chết cái gì vậy nhau? Ừ đó, cái đuôi đó. Đuôi đó. Lúc cái đuôi rồi đó. Coi thử cái phi nghe lớn. Nó cứ đuôi ngay chăn ngay túi luôn. Mà cà phê kiếm mấy vậy? Okay. Chạy lên nó miết luôn nó chết nó này có phi có phi nó lóc có gì đâu có đi rồi không nó có đi đang rồi hả nó cái lưỡi cá lóc cá lóc quá rồi cá lóc đâu 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 khoáng 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 đâu dở đâu 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 trời quá trời cá lóc luôn ngoài luôn con cá này nó sao gần nữa đuôi đó thì nó lún cái đuôi mà đụng gì vậy? Rồi. Nặng lên đường lương nhé. Đó, không gì đó. Lương, lương. Đang đám bắn này. Đường bắt cái chiến đám này. Nó mau bắn. Chuyện điện nó giật ra tới đây luôn trời. Má đúng cái này giật rộng ra.
quá này cà phê rồi. Dính này, dính này. Ở ngoài đó, ngoài. Con quỷ nó gần gần sống. Chết bà đừng quá. Chỉnh cá phi đúng không? Chỉnh cá rồi lẫn cá phi. Cái này nè. Chỉnh cá ọc lên cá phi đó. Rồi cho nó. Đủ con nào hết. Chết rồi mà, chết thì nó chìm nó đâu có chạy đâu. Tập tên luôn mà. Đây, quả này nè ngoan. Giờ mấy ký. Quỳ. Mày nút rồi. Sao lắm? Không. Không mất quá.